Xin chào toàn thể các bác trên kênh của ông Dòng Vlog. Hôm nay ông Dòng làm một đề tài về tầm nhìn chiến lược về cây đào của bác. Thì đây hôm nay ông Dòng làm một clip chia sẻ với các bác là câu chuyện về cây đào. Ở đây chia sẻ với các bác là rất nhiều bác đi mua đào thì nói là sốt giá ảo. Thế nhưng mà các bác nhìn thực tế năm nay 2024 này, sau cơn bão số 3, cơn bão gì ga, thì các bác nhìn những cánh đồng đào rất nguy hiểm, các bác thương tâm cho những người dân trồng đào. Các bác nhìn khu vực trồng đào thì chúng ta biết hàng ngàn trăm hecta đào ở Nhật Tân của mình chết hết do cơn bão do lụt gây ra. Chính vì vậy ở đây là lượng đào những dòng dự đoán là năm nay sẽ hụt khoảng 35%, chứ không phải là sốt ảo. Cây đào năm nay đắt hơn mọi năm là chắc. Hiện nay chúng ta có 4 vùng bị lặng. Thứ nhất là Nhật Tân, thứ hai là Bắc Giang, thì khu vực Huyền Sơn cung cấp rất lớn là cây đào lơm, cây đào đào cảnh. Và thứ hai là Quảng Ninh và Hải Phòng. Nam Định cũng bị, Hải Dương cũng bị. Nên là cái clip ông Dòng dự đoán về cây đào năm nay là còn 65%, tức là thiệt hại khoảng 35%. Chính vì vậy cây đào năm nay là đắt hơn mọi năm là chính xác, chứ không phải ảo quá nhé. Cây đào năm nay sẽ đắt hơn. Và nói như vậy thì nhiều bác đi buôn thì bảo là ông Dòng nói chuyện thế thì lưng giá cái đào. Ông không thể lưng được, có ông Dòng ngồi đây sao lưng được giá đào của toàn thị trường cả nước lên được. Cung mà ít hơn cầu thì làm sao mà nó chả đắt, hoặc là cung mà nhiều hơn cầu thì kiểu gì chả rẻ. Đấy là câu chuyện. Nên ở đây chia sẻ các bác là những vườn đào ngập lụt, những gia đình mất hàng tỷ đồng, của bọn qua gia đình 2 tỷ đồng, người ta rất muốn gì ạ, muốn phun kích lụt cho cái đào nhưng không còn cơ hội. Nhưng hiện nay chiếm 70%, 65% là chúng ta vẫn còn cơ hội. Cơ hội gì ạ? Cơ hội là nâng giá trị cây đào lên. Các bác đi buôn thì bảo năm nay đào đắt. Đào đắt là chính xác rồi. Còn các bác trồng đào thì chờ cơ hội là mất để chúng ta lưng lên. Thế nhưng mà chia sẻ các bác là chúng ta hãy lưng giá trị cây đào bằng thực tế. Tức là khi chúng ta tác động vào cây đào đem gì ạ? Để hoa sai hơn, lụ sai hơn, cây đẹp hơn. Năm nay là trời, thời tiết là mưa nhiều, cây đào gần như 100% là không ngày nào phải không có mưa, không phải phụ tưới nước, rất thuận lợi. Chính vì vậy cây đào phát triển mới rất mạnh. Ở đây thì nhiều bác ông Dòng một cây đào khoảng độ 1 mét, nhưng mà cho là 1 mét 2 mét 3 thì cũng chưa chết người. Nếu mà chúng ta phun hăm răm nó cứng răm lại các bác nhé, nó chưa ảnh hưởng gì. Khách hàng ở đây các bác phải nhớ là khách hàng người ta chỉ xem gì ạ, xem là cái cây đào này to hay bé là điều thứ nhất. Thứ hai là gì ạ, lụ sai hay lụ nhiều, xong mới đến dáng, đến cảnh. Còn cứ có tên là đào là người ta mua, lác đác vài bông hoa người ta cắm trên bàn thờ người ta mua, chứ không không người ta cũng không phải là quan trọng lắm, phải là dáng, phải là cong của dáng, là phải thế nọ dáng thế kia, không người ta không quan trọng. Cơ bản là vẫn là gì ạ, vẫn là hoa lụ. Nhiều người ta không thích chơi, người ta chơi đào rừng lơ phơ lớt phớt vài cái hoa thôi, nhưng người ta không quan trọng gì đâu. Nên ở đây chia sẻ các bác là gì ạ, trong câu chuyện ngày hôm nay thì ông Dòng vẫn muốn chia sẻ là gì ạ, giá cả thị trường và gì ạ,
và cây đào. Ở đây chia sẻ thật các bác là kênh ông Rong Phát này thì nhiều bác bảo ông Rong Phát này thì sang năm đông họ người rồng thì lại bán ở đông. Ở đây chúng ta lo là hơi bị thừa, thực sự là thừa. Chúng ta chỉ biết chúng ta là trồng đào người ta bán đắt xong ra mua tô xe hơi quần hàng xóm kệ ta. Đấy là câu chuyện mình cũng không nên làm thế. Mình không 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 phải là người gì ạ, người ích kỷ quá các bác. Ở đây chia sẻ bác là cây đào này ấy, thì mới một lửa đất nước miền Bắc chơi thôi. Còn vào phía trong khu vực miền Nam vẫn chưa chơi đào các bác. Tất nhiên trong miền Nam nó nóng thì cây đào chúng ta cắt cành và lở rất nhanh. Thế nhưng mà trong miền Nam nóng thì chúng ta phải chơi đào đào bầu đào gốc chứ, đào đánh 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 gốc đánh bầu chứ, thì làm sao nó ảnh hưởng gì đến. Nên chia sẻ các bác là gì ạ? Câu chuyện là gì ạ? Sang năm các bác cứ dòng đào đi, rẻ cũng rẻ đắt cũng đắt. Thế nhưng mà kỹ thuật ai làm vẫn tốt hơn là đào vẫn đắt. Nói thật ở đây các bác là gì ạ? Cây đào lơm ấy, cây đào lơm này này, đào cành này này, hiện nay xuất sang Đài Loan, xuất sang Hồng Kông rồi. Thì lý do gì mà cây đào huyền, cây đào lơm, cây này không xuất được sang Trung Quốc? Cả hơn 1,5 tỷ dân người Trung Quốc cũng là thời tiết giống như miền Bắc cũng lạnh không ạ? Tại sao nó không chơi được đào? Phong tục tập quán của người Trung Quốc và người Việt Nam giống nhau. Nên ông Rong hy vọng là gì ạ? Bác nào ở có người nhà bên Trung Quốc có thể kết nối gì ạ? Lấy đào huyền ở bên này, đào lơm bên này sang Trung Quốc bán dần được. Đầu tiên chúng ta bán ở chợ, chúng ta bán độ 10 cành, 50 cành, xong là 100 cành, nó quen dần quen dần. Người Trung Quốc là cũng thích chơi đào như người Việt Nam, cũng phong tục, cũng 3 ngày Tết cổ truyền như Việt Nam, tháng 12 âm lịch. Nên ở đây chia sẻ các bác là dòng nhiều vào có vọng, càng nhiều thì chúng ta năng suất càng đẹp và đông người chơi ra, chúng ta chưa vội là sợ lợi ấy các bác nhé. Tranh thủ ở đây thì chia sẻ các bác là 2025 này bác nào mà có diện tích rộng, ông Rong khuyên cứ rộng. Chúng ta làm giàu là làm giàu cho chúng ta, xong làm giàu cho xóm, xong làm giàu cho gì ạ, cho xã, cho huyện, cho tỉnh, xong làm giàu cho đất nước. Đất nước đẹp là nhà nào phải đẹp thì là nó giàu lên chứ có gì đâu. Nên ở đây chia sẻ các bác là ông Rong nói rất nhiều chia sẻ với các bác rồi. Tức là rồng 1.000 cây nhàn hơn rồng 100 cây. Vì người ta rồng 1.000 cây người ta thuê các bác. Thuê người rồng, thuê người rổ cỏ, thuê người. Giả sử như anh Mão Nhật Tân, cái clip mà tôi quay, anh có hai, liên tục có hai lao động chuyên chỉ rổ cỏ được. Có một lao động chuyên môn để chỉ phun cho anh đi. Người ta làm, người ta có kế hoạch. Nên các bác bảo đây, nên câu chuyện là gì ạ? Câu chuyện là trồng nhiều hay trồng ít không quan trọng. Ông trồng 1.000 cây người ta không phải phun bình thường đâu rồi, nhưng mình trồng 100 cây là mình phải phun nước sâu. Đây là câu chuyện. Cũng như vườn đào, đào lơm, đào lơm nhà anh Phiến này ở Bắc Giang. Khu ruộng này chia sẻ các bác là anh ấy thuê hoàn toàn dòng 4.000 cây đào lơm, thuê hoàn toàn 2 triệu một sào đất, 2 triệu sào đất đồng 2 tạ thóc rồi. Thế người dân bây giờ tự nhiên này không phải cấy, không phải trồng, tự nhiên là 2 tạ thóc một năm người ta nhàn quá chứ các bạn. Vậy mỗi năm mỗi sào là mất 2 triệu, 2 triệu như đào này chia sẻ các bác là 200 cây thôi, tôi chỉ lấy 200 cây thôi, 200 cây mà nhân 13 là nó ra 600 các bạn, 60 triệu, 60 triệu một năm, thuê mất 2 triệu, dân công bao nhiêu có cộng vào, giống hết bao nhiêu, phân đạm, lân, phân do các bác bao nhiêu. Nên ở đây chia sẻ với các bác là gì ạ? Chúng ta lập kế hoạch cho việc trồng đào. Chúng ta đừng sợ vàng xóm rồng, vàng xóm rồng kệ người ta, cổ động chơi. Nên ở đây chia sẻ các bác là đi buôn thế. Ở đây nhiều bác mà đi buôn đắt thì bán đâu, nói chung đã đi buôn phải chấp nhận các phòng.
đắt là cây đào nó đắt, thị trường nó đắt. Thứ hai là cây đào đẹp nó đắt. Cây đào đẹp thì chia sẻ các bác là bán kiểu gì cũng dễ. Nên ở đây chia sẻ các bác là đào phải đẹp, đẹp là ngay từ lúc đầu ấy. Nên ở đây chia sẻ bác 2025 này kế hoạch trồng đào, bác nào mạnh dạn thì ông Dòng sẽ hỗ trợ. Ông Dòng không trồng đào nhưng ông Dòng lắm được kỹ thuật các bác, chắc chắn lắm được kỹ thuật. Thứ hai là gì ạ? Xử lý cây nào phun thuốc. Cái thứ ba là gì ạ? Biết cách gì ạ? Bán hỗ trợ cho các bác, hỗ trợ về kỹ thuật. Ông Dòng không lắn nhưng ông Dòng sẽ có người gì ạ? Đi nắn hộ. Rất nhiều bác là đào huyền là không biết vít, nhưng bảo ông Dòng có người ai bảo vít là đi vít đào hộ. Cây đào huyền là phải vít đâu ạ, thì nó khác có người bỏ tiền, nó khác có người đến vít. Chứ người vít cẩn thận, người vít đẹp. Chúng ta trồng cái cây đào gốc rừng ý, chúng ta không biết ghép năm đầu thì chúng ta phải thuê chứ có không. Bảo ông Dòng bảo ai ghép trình độ là thuê cho tôi một người, thì rõ ràng ghép đấy nó phải gì, phải đảm bảo chất lượng về gì, về mắt ghép. Cái hai là hướng dẫn ông chủ sang năm là mình không phải thuê nữa. Nếu dòng nhiều mình vẫn thuê, dòng nhiều mình không cần phải ghép. Ngồi uống nước chè khác có người ghép mắt. Có không? Đáng cây đào này 3 triệu thì mình lưng lên 4 triệu là dư ra 1 triệu thoải mái thuê, thoải mái ghép. Tại sao cây đào từ 3 triệu lên 4 triệu? Vì cái tán nó to hơn, nó đẹp hơn, có hoa sai hơn, cành ra muốn là lắc léo hơn thì nó sẽ tăng lên chứ gì. Còn cây nào cũng cái gốc 40 phân coi, kéo chỉ bán được 1 triệu rưỡi thôi. Nhưng mà vào tay người có kỹ thuật là lên 2 triệu. Người có vừa có kỹ thuật vừa có tầm nhìn lên 3 triệu. Người có chiến lược kinh doanh bán là lên 4 triệu. Người ta cho thuê vì người ta có mối quan hệ của bác. Tại sao người ta có mối quan hệ mà mình không có mối quan hệ? Đấy là việc chúng ta phải tự hỏi. Nên ở đây chia sẻ các bác là tại sao người ta bán được đắt mà mình không bán được đắt. Ông Dòng mong muốn là chúng ta dòng gì ạ? Dòng 100 cây là bằng 200 cây. Dòng 200 cây là thành 400 cây. Giá trị tiền để làm gì? Chúng ta phải đỡ phun nước sâu chứ. Có họ. Nên câu chuyện ở đây 2025 này thì ông Dòng sẽ chia sẻ cho các bác nào mới trồng đào nhưng mạnh dạn điện cho ông Dòng 2 mẫu, 3 mẫu, 4 mẫu, 100 cây, từ cây con, cây giống ông Dòng có, hỗ trợ kỹ thuật của bán hộ. Ông Dòng sẽ bán hộ. Cách bán hàng thì người ta cũng phải học có nghệ thuật các bạn, không phải là ông ơi bảo ơi. Nên câu chuyện là hiện nay chia sẻ với các bác là tháng 9 này quay lại với bà con trồng đào. Tháng 9 này chúng ta đào không bị ngập lụt, không bị ngập nước các bạn, không mất tiền oan với thiên nhà tài, thì chúng ta tranh thủ cơ hội để nâng giá trị cây đào lên từ 1 triệu thành 1,5 triệu, 2 triệu. Còn nâng được không? Còn nâng được. Tháng 9, tháng 10 là còn cơ hội để nâng giá trị cây đào từ 1 triệu thành 1,5 triệu, 1 triệu thành 1,2 triệu. Nếu tùy theo hoa nụ nhé, người ta đắt hay rẻ là do hoa nụ. Cơ hội lớn nhất là hiện nay là hoa đẹp, răm đẹp. Còn kỹ thuật nữa, quyết định là do mấy tháng này có nhé. Cây đào có 4 mét chiều ngang, gốc to khoảng 100, nhưng không có hoa các bạn, cây đào lại không bán được, không có đồng nào. Nên ở đây chia sẻ với các bác là ông Dòng vẫn chia sẻ rằng tháng 9 này vẫn còn cơ hội để nâng giá trị cây đào lên. Mọi năm là các bác làm theo truyền thống, tức là các bác phun thì phun, không phun thì thôi, chẳng ai bảo gì cả. Bác muốn mua thuốc ở đâu thì mua, không có ai là chất nọc xem phun thuốc gì, thuốc gì. Nên chia sẻ các bác là gì ạ? Với công nghệ 4.0 thì chúng ta có thể là gì ạ? Áp dụng cho cây đào ngay tháng 9, tháng 10, không ngoài mục đích là gì ạ? Là nâng giá trị cây đào lên. Giả sử như cây đào của mình là
1 triệu lưng thành 1,5 triệu, thì 500 đấy hỏi các bác là lân đạm có hết không. Cây cành đào độ 200 lưng lên 300 thì hỏi 100 mấy cành cây đào có ăn quan hết lân đạm thoải mái các bác. Nên ở đây chúng ta tính toán làm sao chúng ta gì ạ, làm cây đào lưng giá trị lên. Các bác đi mua cũng phải nhớ là gì ạ, chúng ta mua đất thì chúng ta phải bán chỗ đất. Nếu mà đi buôn mà dễ thì không đến lượt mình đi buôn. Đi buôn mà ăn 100% là không đến lượt mình đi buôn nữa. Nên chúng ta phải tính toán đi buôn và cách đi buôn. Năm 2024 ông Dòng đã làm đến 6 clip về cách đi buôn, cách trình bày bán hàng rồi các bạn. Nhưng lúc đó thì kênh của ông Dòng là chưa có người theo dõi mà các bạn không để ý. Đặc biệt với câu chuyện là gì ạ, với người đi buôn, các bác mạnh dạn trồng đào, đăng ký và gửi cho ông Dòng, hoặc là bảo ông Dòng đến quay clip bán hộ em vườn đào này. Khi được bán được vườn đào này thì tính toán như thế nào. Thứ hai là đặc biệt là các bác miền Nam, ông Dòng đang cũng rất phát rất nhiều clip rồi, cách đây khoảng độ 1 tuần rồi, là mong muốn bác nào mà trong miền Nam Sài Gòn nghe được cái thước phim này thì là mạnh dạn buôn đào của bác. Cái cách buôn được hay không là có người dắt, ông Dòng là người dẫn đường cho các bác đi buôn. Ở đây mà bác nào ở Sài Gòn mà có một người gì phân phối mỗi ngày một xe vào trong Sài Gòn khoảng độ gì ạ, độ 100 cành đào huyền, 100 cành đào lơm, khoảng 5-70 chậu đào gì ạ, đào gốc, thì chưa trẻ các bác là gì ạ, rất tiện. Câu hỏi miền Nam thì tất nhiên không chơi rộ như miền Bắc, nhưng dần dần nó thành thói quen. Nếu đào mà đánh gốc vào miền Nam là ăn 100% các vợ. Nên chia sẻ các bác nhé. Và sang năm nữa nó nhiều ấy, thì chúng ta có xuất khẩu đào sang Trung Quốc. Đã bác nào nghĩ là xuất khẩu đào sang Trung Quốc chưa? Trung Quốc phong tục tập quán, nói lại là phong tục tập quán của Trung Quốc là giống như của mình, giống như người của Việt Nam, ăn Tết cùng nhau, phong tục cũng chơi đào như của Việt Nam. Tại sao chúng ta không xuất sang Trung Quốc cây đào gì, cây đào huyền, cây đào lơm, cây đào gốc thì nó to các bác. Xuất sang nước ngoài là hơi khó, rất thật các bác. Nhưng mà xuất địa Trung Quốc là xứ lạnh rồi. Xuất đào cành, đào lơm, đào thông là rất tiện lợi cho địa xuất khẩu cây đào. Làm nhiều ta xuất sang Trung Quốc chứ, mà hơn 1 tỷ dân các bác, có một thoải mái các bác dòng. Nên ở đây các bác chia sẻ giờ, hiện nay các bác nào tiếp cận được công nghệ, nghe được thứ phim này thì sang 2025 chúng ta mạnh dạn chúng ta trồng lên. Chúng ta thuê đất, họ yếu thì thuê dân công, yếu thì làm đào lơm nuôi đào nhỏ thôi, các họ còn khỏe một tí là chúng ta làm đào bầu, đào cành, đào gốc, các họ thuê đất cũng được. Mà nhà đặc biệt là bác nào có đất mạnh dạn, đừng để đồng tiền chết các bạn, bắt đồng tiền nó phải đẻ ra. Đồng tiền mà chết, chia sẻ các bác là nó trượt giá các bạn. Trượt giá là lạm phát, mà đất nước phải lạm phát thì mới phát triển, mà lạm phát thì đồng tiền phải mất giá. Các bác thì nhìn lại xem là năm 2000 tròn đấy là một miếng đất của quê mình đó, nhưng mà năm 2020 miếng đất của quê mình, nên chúng ta gửi ngân hàng là chúng ta gì ạ, chúng ta chết chứ, chết là cái chắc cái gì đấy. Nhưng tại sao vẫn phải ngân hàng, 60 tuổi trở lên là phải qua một tí ngân hàng chứ, mà để còn rút vào rút ra, còn đi khám chữa bệnh, còn đưa tiền cho bác sĩ, đấy là câu chuyện. Còn trẻ chúng ta phải vay thêm chứ đi, các họ còn 60 có làm vẫn làm được, 70 vẫn làm kinh tế rồi bắt đâu. Các bạn, nên câu chuyện là gì ạ? Người trồng đào miền Bắc, chúng ta không bị ngập lụt, chúng ta không bị mất, thì các bác mạnh dạn phun vào.
Nhiều bác rất thiện cận, thế này thì là ông Rong bán thuốc thì ông Rong làm kênh để bán thuốc, bán thuốc là không ngoài các bác mua một hộp thuốc các bác phun cho một cây đào, cây đào từ 200.000 lên 300.000, cây đào từ 1 triệu lên 1,5 triệu, 1,5 triệu, thậm chí là 2 triệu nếu mà tán đẹp các họ. Đặc biệt là các bác trồng đào năm nay 2024 gốc rất đắt các bác nhé. Gốc cực kỳ đắt mà hiếm, người ta chỉ trồng 2 năm 3 năm là năm thấy đắt là họ bán sổ, ít nhà để 5 năm 6 năm, 5 6 năm thì mới gốc 5 60 lên cái gốc 7 8 10 năm mới rất đắt. Nên là tôi khuyên các bạn thay vì chúng ta mua gốc to gốc hiếm thì chúng ta làm cái gốc 20 trở lên đi. 20 trở lên mà tán mét rưỡi. Các bác là cũng 1 triệu rồi, 1,5 triệu rồi. Có họ lũ sai nữa là 1,5 triệu rồi, lũ sai nữa mà là 2 triệu chứ. Cơ bản cái tán của chúng ta có kịp không ý. Chúng ta chăm xong là ở đây thì ông Tông sẽ làm một bài chia sẻ về cái đất để chúng ta trồng đào của bác. Năm ngoái đầu tư 100.000 vào một cây đào thì năm nay nếu làm đúng kế hoạch thì ông Tông có là chưa chắc đến 100.000 một cây đào, nhưng giá trị cái đảo sẽ to hơn. Chúng ta biết thêm thời điểm nào là cho ăn, thời điểm nào là không cho ăn và cần bón cái gì thì ông Rong chia sẻ như vậy. Đặc biệt là các bác mới trồng đảo thì các bác cứ theo dõi kênh của ông Rong, vì lúc ông Rong hướng dẫn từng tí một, phun lúc nào mà không chưa phun lúc nào. Ngay như hôm nay ông Rong khuyến cáo, tất nhiên là khuyến cáo thôi nhé, còn chúng ta cũng phải tính toán chứ không phải nghe 100 Rong 20 là chúng ta bắt đầu cuốc 1/4 gốc ra, gốc đào ra. Cuốc làm 4 lần thì xong một gốc đào. Tức là cuốc làm 4 lần thì xong một gốc đào, không ngoài mục đích là cho gì? Cho cây đào nó đỡ bị chột, nó không bị sốc. Nên ở đây chia sẻ các bác là rất nhiều câu chuyện để nói về 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 cây đào. Các bác hiện nay vườn đào đang đẹp thì chúng bác không lý do gì các bác không phun vào. Chúng ta đừng để tự nhiên nữa các bác. Chúng ta đừng để cây đào ra tự nhiên nữa, mà chúng ta tác động vào không ngoài mục đích là gì ạ, sẽ tăng lên. Vì cái thuốc kích nụ này thì bác là miền Nam họ dùng lâu rồi. Sầu riêng bây giờ ăn quanh năm, các bác nhìn thấy sầu riêng ăn quanh quanh năm rồi, đặc trùng sản xuất cho sầu riêng. Nhưng năm nay ông Rong gì ạ, kết hợp và vào tận nhà máy để đặt gì ạ, đặt hàng. Và hiện nay cái tên của ông Rong Vlog đã trên trên cái loại kích nụ rồi các bác nhé, có địa chỉ, có tên, có hướng dẫn, có tem mác các bác ạ. Bán cái gì cũng vậy, sai các bác có thể cầm lọ thuốc này các bác kiện lên lên được, giả sử như hỏng. Nên đấy chúng ta chia sẻ rằng cái lọ thuốc này có tem, có chữ, có mác, có địa chỉ, có người bán, các bác điện thẳng trong dòng được, và tên của nhà máy, tên của người đóng hộp là được, nơi sản xuất, chất lượng thuốc lấy ở đâu, nhập ở đâu, ở nước nào ông phải ghi vào cho tôi, ai là người đóng gói sản xuất ngày nào tháng nào ông chuyện đây, lô thuốc nào ông có đóng sản xuất tháng nào là chuyện ngày nào tháng nào, hôm nay đó ngày 24 là phải chuyện ngày 24, mai sản xuất ngày 25 là chuyện ngày 25. Các bác nhìn ở trên lọ thuốc nào cũng có, nó cẩn thận đến thế cơ mà. Nên ở đây chúng ta mới hiểu hiểu rằng gì thuốc là rất nhiều loại thuốc, đặc biệt là kích rễ như vậy, các bác sẽ bị nhầm kích rễ giữa hàng nội và hàng ngoại, giữa hàng Trung Quốc và hàng 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 châu Âu. Nên để chia sẻ với các bác thì trong cái clip này ông Long cũng mong muốn là tất cả những bác gì ạ, còn đảo không bị bão, không bị lụt thì các bác nhằm mục đích là chúng ta nâng giá trị cái đảo lên. Đào sai, đào đẹp là khách hàng mua, để dùng lòng ấy. Còn các bác là gì, đào to đào đẹp là các bác mua đắt chứ. Hiện nay là chia sẻ của các bác là ở Bắc Giang quê ông Rong là cây đào huyền trước kia là 1,2 triệu, bây giờ lên 2 triệu rồi. Nhiều bác ở đây sốt ảo, không phải, đây là sốt thật các bác. Các bác nhìn nhìn đào các nơi hiện nay là các tỉnh, tỉnh nào cũng thiệt, Bắc Giang cũng bị lặng, Thái Bình cũng bị lặng, Nam Định cũng bị, Hải Phòng cũng, Hải Phòng thì càng bị lặng, Quảng Ninh cũng lại bị lặng.
Nhật Tân thì gần đấy, Thái Nguyên, đặc biệt là khu vực Thái Nguyên cũng rồng gần bờ sông. Thì ở đây chúng ta chia sẻ gì các bác là cây đào năm nay là gì ạ? Là sẽ sốt. Và ông Rong đi quay nhiều ở các nơi thì ông Rong thấy là gì ạ? Đào một nơi ở đặc biệt là không phải chê đâu, nhưng mà một số nơi là các bác rồng đất cũ là cây đào sâu lắm, bỏ tay xương sẩu nhiều lắm. Nói chung là ông Rong sẽ làm về cái cách các bác một tháng 2 lần rót vào lân đạm vào gốc cây đào, thì thay vào 2 lần chúng ta chỉ rót 1 lần một thôi, còn 1 lần kia chúng ta rót ngược lại, tức là rót từ lá, cái phân bón lá các bác, nên nó đỡ đỡ gì, đỡ chai đất, đỡ hỏng đất. Nhưng mà cái bài để ông Rong hướng dẫn kỹ thuật thật kỹ khi mà chúng ta xuống gốc ấy, thì chúng ta tuyệt đối không cho cái gì vào. Cái bài đó ông Rong sẽ làm sau, nhưng mà cái clip này ông Rong mong muốn là các bác gì ạ, nâng giá trị cây đào lên. Còn các bác mua thì chúng ta mạnh dạn kinh doanh, là chúng ta phải mạnh dạn. Ở đây chia sẻ thật các bác là chúng ta đi buôn ấy, là chúng ta phải dám buôn thì mới buôn được, chúng ta sợ nó không phải là buôn được. Kẻ thù lớn nhất chúng ta là chính chúng ta chứ không phải là người hàng xóm. Người mà ngăn cản mà chúng ta thất bại là chúng ta không dám thay đổi các bác. Chỉ sợ thay đổi là thất bại thôi. Thì ở đây các bác là gì ạ? Không có thất bại thì làm sao có thành công? Không có những ngày đầu tiên mới tập tễnh biết đi ngã lên ngã xuống, thậm chí là chảy cả máu mồm, thì ngày hôm nay các bác mới đi được như thế, đứng được trên đôi chân như thế chứ. Chứ làm sao mà lại không có chuyện đi được bằng trên đôi chân mà chúng ta không phải trải qua ngã 5 7 lần, chục lần, 20 lần. Đấy là câu chuyện của kinh doanh. Thì ông Rong chia sẻ thật mà các bác là ông Rong ngoài việc gì ạ, ngoài việc kỹ thuật ông Rong học, nhưng mà ông Rong thích kinh doanh. Chính vì vậy ông Rong kêu gọi các bác đi buôn mạnh dạn. Chúng ta nhìn sâu, nhìn xa, nhìn kỹ. Ở đây chia sẻ thật mà đó là chúng ta phải có tầm nhìn. Đặc biệt là bác nào miền Nam lên, chỉ còn miền Nam cũng vậy đâu, chỉ còn cơ hội là tháng 9, tháng 10, còn tất nhiên là 15, 20, tháng 12 cắt cành vào Sài Gòn bán được, nhưng mà hoa trong hoa nóng mà lở nhanh lắm. Nhưng mà nếu mà chúng ta đánh chặn bầu từ tháng 9, tháng 10 này thì vào miền Nam cái cảnh trời rất đẹp các bạn, đặc biệt là cái đảo Lơm nho nhỏ nho nhỏ đấy. Nên ở đây các bác nào mà có người miền Nam hoặc các bác nào mà muốn xuất khẩu sang Hồng Kông thì liên hệ với ông Rong là đặt hàng đóng hộp đưa máy bay sang Hồng Kông được. Những cây đào ở Việt Nam độ 300 400 thì rất rẻ, nhưng mà sang Hồng Kông là 1 triệu 2 triệu đơn giản. Các bác phải hiểu rằng là 1 đồng của mình là bằng 3 đồng rưỡi, có không? 3 đồng rưỡi của mình mới mua được 1 đồng ở Đài Loan, đồng ngoại tệ Trung Quốc ấy. Nên câu chuyện ở đây là 1 đi 3. Nên ở đây chúng ta hiểu rằng ở đây chúng ta thì là đắt, nhưng mà sang nước ngoài là nó quá rẻ, một cây đào quá rẻ cho người ta chơi Tết. Hồng Kông, Đài Loan là chơi Tết như mình ý, cũng chơi, chơi đào như mình ý. Nên chia sẻ các bác là đừng sợ là không có chỗ bán, và các bác đi buôn đừng sợ thất bại. Và thất bại thì nếu sợ thất bại chúng ta không đi lên đi buôn, đã đi buôn là phải chấp nhận. Bây giờ người ta làm 1 năm ta được 1 2 triệu, bây giờ mình đi ngồi độ tháng hơn tháng mình làm mấy trăm triệu thì đi buôn là phải chấp nhận chứ, có không? Mình phải tính toán xem là mình bán ở vùng nào, đặc biệt là ông Rong làm clip mấy clip đi buôn rồi, chúng ta lại lấy về một nô dưới sông, chúng ta tiện chuyến xe chúng ta lấy về một thẻ, lấy kiểu lấy một thẻ, thế là về chất đống ở đây. Đang về cam đăng thì quýt, quýt thì muốn mua quýt rẻ, có phải không? Đào thì cũng muốn mua đào rẻ, bán thì lại muốn bán đắt, kỹ thuật bán thì lại không có. Nên chia sẻ các bác là gì ạ? Người thích chơi không là do người bán hàng đấy các bác nhé, cũng do người bán hàng, nghệ thuật bán hàng. Các bác vào siêu thị có biết, nên ở đây câu chuyện thì ông Rong không ngoài mục đích là gì ạ? Nâng giá trị cây đào lên, đặc biệt là các bác đi buôn, đặc biệt là các bác trồng đào. 2025 bác nào trồng đào hãy điện trồng Rong Vlog, tức là cây con, cây giống, lân phân đạm đều qua hết, hỗ trợ từ A đến Z, từ đến lúc bán này thôi. Các bác trồng 10.000 cây đào ông Rong bán được. Nếu bán ở trên kênh nó khác các bạn, bán ở trên kênh thì lên clip một cái là hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu người biết chứ có phải không đâu.
Những người chơi đào ta, nay mai kênh của ông Dòng giả sử lên cái là hàng triệu người biết đi, hàng nghìn người xem, người ta biết cây đào ở đâu, đâu. Nay mai mà ship đào, ship thức ăn đi, nên các bác đừng sợ. Nên kỹ thuật chúng ta phải thay đổi các bác. Thay đổi tư duy, thay đổi kế hoạch và để gì ạ? Để chúng ta thành công. Nên ở đây ông Dòng làm clip như vậy chia sẻ. Cảm ơn các bác đã ủng hộ kênh của ông Dòng Vlog và theo dõi tiếp những clip sau. Xin cảm ơn các bác nhé.